Phát triển quy mô sản xuất giúp tăng thu nhập cho hộ gia đình là tiêu chí quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Và để giúp người dân tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước một cách thuận lợi, các tổ chức hội đoàn thể đóng vai trò quan trọng. Ông Lê Thiết, một trong các hộ dân nuôi cá lồng lâu năm trên vùng đầm phá cầu 2 và cũng là chi hội trưởng chi hội nuôi cá lồng xã Vân Hiền, huyện Phú Lộc. Theo ông Thiết, trước đây, khi chưa tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi từ nhà nước, việc mở rộng quy mô sản xuất và nuôi cá lồng ở địa phương gặp không ít khó khăn, nhất là những năm bị ảnh hưởng do cá chết hàng loạt và việc tái đầu tư trở lại. Tuy nhiên, từ khi có các chương trình vay từ hội nông dân xã, nhiều hội viên nuôi cá lồng trong chi hội đã mạnh dạn đầu tư và mở rộng quy mô sản xuất. Nhờ đó, những năm vừa qua, các hộ nuôi cá lồng ở Vân Hiền đã vươn lên hộ khá giả, nhiều hộ trở thành đầu mối thu mua và cung cấp thủy hải sản lớn cho các tỉnh miền Trung Việt Nam. Cảm ơn ngân hàng chính sách huyện hỗ trợ là các cái loại vốn để cho dân hẳn là ta là xây dựng cả cái lồng rồi mua giống cả để mà nuôi hàng năm. Thì trong cái thời gian mà từ lâu nay thì nói chung thì cũng là dân ở nuôi cái lồng hiện nay thì tình hình mà vốn á thì cũng nhờ cái ngân hàng chính sách đầu tư rất là nhiều. Thu nhập mà cả thịt á, một năm mà cả thu cả nhập là khoảng 20 tấn tới lên tới 25 tấn. À, là cả xuất cả nhập. À, mà trong nhà mình nuôi là riêng khuôn là trong nhà còn phải chục 15 tấn là cung cấp cho các nhà hàng. Là từ đây mà ra để cũng bánh là cầm mũ mình rồi họ yêu cầu chỉ là mình bỏ nấy. Tại chi hội nuôi cá lồng xã Vân Hiền có hơn 250 hộ vay vốn thông qua kênh ủy thác hội nông dân xã Vân Hiền với dư nợ hơn 7 tỷ đồng. Nhờ có được nguồn vốn hỗ trợ kịp thời từ chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Lộc mà nhiều hộ dân ở các địa phương khác trên địa bàn huyện tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước, từ đó đã giúp các hộ dân vươn lên thoát nghèo, phát triển được cơ ngơi làm ăn kinh tế hộ gia đình, giúp đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Thời gian vừa qua mình xuống tàu mới thì cũng thiếu vốn, là cũng có vay bên chính sách là ít vốn đó, vay được 50 triệu để về những trang trại trong thuyền bè, trong tàu lưới cũ hoặc dầu mở cái này qua cái khác ở đó để đi làm. Thủ tục hồ sơ có làm cũng nhanh, cái này là bên đó thông báo là mình việc hồ sơ nộp lên mình giờ có tiền là lên nhận thôi đấy. Với chức năng nhiệm vụ của chính phủ giao cho ngân hàng chính sách xã hội là cho vay các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác á, thì ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Lộc hiện nay thì đạt dư nợ đến hơn 345 tỷ đồng với 15 chương trình vay vốn. Phải nói rằng á là cái chương trình tín dụng ưu đãi đã giúp cho các hộ vay phát triển mở rộng được sản xuất chăn nuôi, tăng thu nhập và cũng đang góp phần không nhỏ trong cái mục tiêu quốc gia là giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Hiện nay trên địa bàn huyện, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội đang ủy thác quản lý 290 tổ vay vốn với 4 tổ chức hội đoàn thể gồm phụ nữ, đoàn thanh niên, nông dân và hội cựu chiến binh thực hiện 15 chương trình tín dụng ưu đãi của nhà nước. Trong những năm qua, để các nguồn vốn vay ưu đãi này đến được với người dân khó khăn thì vai trò cầu nối của các tổ chức hội đoàn thể là hết sức quan trọng. Họ là cánh tay nối dài, là lực lượng nòng cốt giúp đưa các chính sách tín dụng vay vốn ưu đãi của nhà nước đến với người dân, từ đó đã góp phần xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế gia đình, hướng đến xây dựng thành công nông thôn mới ở địa phương.